Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Tưởng Năng Tiến đăng trên trang Việt Nam Thời Báo. Trần Đại Quang Năm 2006, khi chỉ mới có tin bác Triết sắp trở thành chủ tịch nước thôi, mà dư luận trong cũng như ngoài nước đã râm ràng tán thưởng quá xá ký giả Cardi John của tờ Asia Times hâm hở đưa tin rằng theo nhận xét chung thì ông sẽ năng nổ hơn người tiền nhiệm đặc biệt trong lĩnh vực cải tổ kinh tế và pháp luật làm nên cho Việt Nam gia nhập tổ chức WTO trong năm nay. Còn Bắc Quang, tiếc thay, không có sự chào đón nồng nhiệt tương tự. Chẳng những thế, ông còn bị nhiều điều tiếng dèm pha hay dè biểu. Ông Lê Minh Nguyên nói đầu tiên phải nói là ông ta tức ông Quang sửa lại khai sinh để từ năm đúng là 1950 trở thành năm giả là 1956, một sự gian dối dễ chứng minh qua các văn bản hộ tịch và bằng cấp bị so le. Nó nói lên tính toán tham vọng quyền lực của ông ta. Còn ông Trần Hồng Tâm thì viết rằng ông Trần Đại Quang sinh năm 1956, vẫn còn dưới 65 tuổi, nhưng có người đã chứng minh rằng ông sinh năm 1950 ông đã sửa số 0 thành số 6 trên giấy khai sinh. Sau khi bị tố giác, ông đã sử dụng ảnh hưởng của mình tại nguyên quán làm ra một giấy khai sinh mới hợp lệ hơn. Riêng tiêu chuẩn đầu tiên về tuổi tác, ông đã để lại không ít tai tiếng. Facebooker Bùi Thanh Hiếu thì viết rằng không ồn ào gây chú ý, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang leo lên chức Chủ tịch nước một cách êm thấm, không gặp bất kỳ sự trở ngại nào. Con đường của Trần Đại Quang tiến thân trong ngành công an cũng khá suôn sẻ. Con đường của Quang đi chỉ gặp sóng gió duy nhất một lần, đó là bị các đối thủ vạch ra chuyện. Quang khai gian đến 6 tuổi cả ba nhân vật dẫn thượng rõ ràng đều là những người không có đủ lượng bao dung. Họ đều để ý đến cái chi tiết rất nhỏ nhặt đó là sửa số 0 thành số 6 trên tờ giấy khai sinh của bác Quang. Rồi cứ thế mà vô vạ đó là việc làm thiếu lương thiện và vô cùng tai tiếng. Ủa, tai tiếng mẹ gì? chưa có ai biết vị chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Hồ Chí Minh tên tuổi chính xác rằng sao đâu mà toàn dân vẫn đời đời nhớ ơn bác Hồ Vĩ Đại đấy thôi. Nói gần nói xa chả qua nói thiệt là thiên hạ chỉ vì ganh ghét với cái chức vụ cao quý, chủ tịch nước của bác Quang, cho nên mới cố vạch lá tìm sâu hay bới bèo ra bỏ. Riêng ông Nguyễn Gia Kiển lại còn đi quá xa khi cho rằng một chủ tịch nước như ông Trần Đại Quang khác gì một vết lọ nhẹ quẹt lên mặt dân tộc Việt Nam. Ờ hay sao lại thế nhỉ? Về ngoại hình, bác Quang đâu có kém cạnh gì bác Triết. Còn về diện mạo thì trông đỡ tối tăm hơn là bác Sang thấy rõ chứ đúng không nào quý vị? Sao hai bác kia nhậm chức suôn sẻ và hạ cánh an toàn mà bác Quang thì lại bị coi như là một vết lọ nhẹ quẹt lên mặt dân tộc Việt Nam hả trời? Ông Nguyễn Gia Kiển còn nhất định cho rằng trong nhà tù nhiều khi tù nhân phải trả tiền để được còng bằng những cái chiếc còng không có nhiễm trùng HIV. Dưới sự lãnh đạo của Trần Đại Quang, công an cũng làm tiền trắng trợn hẳn hơn trước. Trước là hồi nào vậy cả? Khi mà HIV chưa có xuất hiện thì làm sao có cái vụ tai tiếng trả tiền để mà được đưa chân vào những cái còng không có nhiễm trùng được chứ ha? Ở cái giai đoạn này, Việt Nam còn dùng sổ gạo và tem phiếu và người dân chỉ cần vài điếu thuốc lá lẻ cũng đủ bùi trơn bộ máy rồi. Summit là nói ít hiểu nhiều ha, ba số năm là vừa nằm vừa ký ha. Nên mấy ông bộ trưởng công an tiền nhiệm đỡ mang tiếng hơn ông Quang là chuyện tất nhiên thôi. Cũng như ông Nguyễn Gia Kiển, nhiều người cứ nhất định cho rằng bộ công an dưới thời của Trần Đại Quang tệ hại hơn thời trước rất nhiều như là các vụ ép cung, tra tấn, đánh người cho tới chết xảy ra thường xuyên ở trong đồn công an. Rồi chuyện chạy án, chạy tiền để được phóng thích vào những cái đợt ân xá là hiện tượng phổ biến. Rồi công an giả dạng côn đồ để đánh người và vứt cứ đái hay là mắm tôm vào nhà dân xảy ra ở khắp mọi nơi. May mắn là trong giới truyền thông vẫn còn những người sáng suốt nên những nạn nhân, không, nên những vấn nạn vừa nêu đó đã được nhìn nhận một cách khách quan hơn. Nhiều người tưởng rằng khoảng 5 6 năm gần đây mới rộ lên cái hiện tượng công an đánh chết dân, nhưng mà thực ra thì cái điều đó đã xảy ra hàng chục năm rồi, kể từ khi Đảng Cộng sản cầm quyền, thậm chí ngày trước công an đánh chết còn nhiều dân hơn là ngày nay ấy chứ. Chẳng qua là đến bây giờ, một phần trong số những câu chuyện thương tâm ấy mới được đưa lên mặt báo và nhất là lên Facebook mà thôi. Con số 226 người chết trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ 3 năm từ năm 2011 đến năm 2014 là con số trong một báo cáo của Bộ Công an và được báo chí trích đăng ngay trước. Làm gì có chuyện Bộ Công an mà có những cái báo cáo như thế và báo chí công bố như thế? Tôi vô cùng tâm đắc với nhận định vô tư và chính xác này của nhà báo đoàn trạc. Chả có gì bảo đảm được rằng dưới cái thời Bùi Thiện Ngộ, Lê Minh Hương, Lê Hồng Anh, những cái vụ tự tử ở trong đồn công an hay cái nạn ép cung, mớm cung, chạy án lại ít hơn bây giờ. Chẳng qua là mọi việc đều được giấu kín như bưng Nên mọi người không thấy đấy thôi Trong số tất cả những cái lời tố ghi ở trên Chỉ có cái điều duy nhất xác thực là vấn nạn công an thường giải dạng côn đồ để mà vứt kích đái hay là đổ nước hôi thối mắm tôm vào nhà dân chúng. Hiện tượng này thì quả là hoàn toàn mới lạ và mang đậm dấu ấn của cái thời mà ông Trần Đại Quang giữ chức vụ Bộ trưởng Công an. Đây tuy là những cái hành vi bẩn thiểu và đề tiện nhưng nói nào ngay hoàn toàn không độc ác, chả làm chết ai. Trần Đại Quang ít nhất cũng chưa bao giờ bị kết án là sát nhân, hãm hiếp người tình của lãnh tụ, rồi lấy búa đập vào đầu nạn nhân, rồi vứt xác ra đường cho xe cán như Trần Quốc Hoàng, Bộ trưởng Công an đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ông Trần Đại Quang cũng không hề bị tai tiếng như hai cái ông Phạm Hùng và Mai Chí Thọ trong những cái vụ thu vàng bán bãi vượt biên, đẩy vô số người dân ra khỏi nước, khiến hàng triệu thuyền nhân đã chết chìm giữa biển khơi. Thời ông Quang phụ trách ngành công an tuy là cũng có không ít thuyền nhân những cái thuyền nhân mới ha, novo boat people hay còn gọi là những người rơm, nhưng mà cái số lượng những kẻ mất mạng giữa đường hay là mất mát tài sản để mà chung chi cho những chuyến vượt biên đều không đáng kể nếu mà so sánh với những cái đợt di tản của đám thuyền nhân cũ hồi cuối thế kỷ trước. Những cái điểm son kẻ trên tiếc thay đã không được công luận biết đến thiên hạ nếu không chê bai hay dè biểu thì cũng chỉ nói đến cái việc đăng quang của vị tân chủ tịch nước cũng chả khác chi với cái chuyện tái đắc cử chức vụ tổng bí thư với một cái giọng điệu chán trường hay là huề vốn. Xin đơn cử một thí dụ đọc được ở trên trang Facebook của đài BBC nhé. Ừ chi cơ mà ai lên làm thì đời sống công nhân vẫn vậy. Như 20 năm qua cũng không thay đổi được là bao nhiêu đáng kể, vẫn là cái nhà trọ chật hẹp vẫn không biết khi nào mới mua nổi nhà để mà an cư lạc nghiệp, vẫn bữa cơm ăn cho có để mà làm thôi, vẫn nỗi lo con cái những hôm tăng ca cả hai vợ chồng chỉ không biết ai đón hay là gửi ai còn nông dân vẫn vậy, vẫn tự bơi với lại ruộng đồng, vẫn điệp khúc được mùa mất giá, vẫn mất mùa chỉ do thiên tai mà được mùa chỉ do tài tình lãnh đạo của đảng. Vẫn cái điệp khúc hàng ngoại giết chết hàng nội, vẫn cái điệp khúc Trung Quốc không thu mua thì đành đổ bỏ. Rồi giá xăng vẫn cao ngất ngưỡng so với thế giới, học phí viện phí vẫn tăng, các loại thuế phí khác vẫn tăng không hề giảm, vẫn nỗi lo gánh nặng tiền học cho con, vẫn nỗi lo gánh nặng lỡ xui mà đi viện đến bệnh viện, đến trốn công quyền, vẫn phải xin xỏ trầu trực, vẫn phải bồi trừ. Vẫn tham ô, tham nhốn, cái mặt quan vẫn vác ngược kinh kiệu hạch sách nhân dân. Vẫn thực phẩm độc hại, vẫn còn mọi thứ còn nguyên hà. Các ông ấy chẳng ai buồn hứa với dân khi tôi làm cán bộ tôi sẽ làm gì để mà giải quyết bớt cái vấn đề của nhân dân bức xúc bấy lâu này các ông vẫn cứ đọc cái mớ lý thuyết xuông, vẫn nói xuông, những cái bài chính trị mà chúng tôi cũng thuộc rồi. Rõ ràng, toàn là những đòi hỏi quá đáng và quá quắc. Ngay đến bác Hồ mà còn không bảo vệ được cả vợ lẫn con, bác Tôn cũng chỉ có mỗi một việc làm là sửa xe đạp cho nó qua ngày đoạn tháng. Thì bác Quang biết làm sao hơn và làm gì khác được chứ mà đòi hỏi bác Quang. bất tưởng năng tiếng thật sự là có lòng bao dung với lại cố chủ tịch nước Trần Đại Quang và không thưa quý vị. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận sau.